Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán bao mùn để làm được sản phẩm này. Chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, bút dạ, cắt và hộp dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Ok chào nha, hôm nay mình sẽ cắt bao cát này. Nhìn giống cái gió hơn nhưng mà thôi, mình gọi là bao cát thì mình ơi. Cái tô nét ngoài nha, để mình cắt nhé. Ok, tiếp tục mình mé người nhé. Thế hai người lại chênh lệch quá. Tải mang lên sao cho máy đánh máy rồi đây treo chỗ từ nãy mà. Ok mọi người ơi, tiếp tục chơi nhá. Zuka con treo nát người nhá. Sao để cái bao cát một hình của mình. Bao cát phải để nhé mày. Cắt bao cát đỏ. Cắt ra khung cho mình nhé. Cái khung này. Khung này. Không thể thấy nào này. Như thế này. Cắt ra. Lấy hai máy cho hai máy để mới nhỏ chán nó xong 10 phút một game một game thế này là xong rồi. Trong xanh rồi nha, để cho nó thật rớt đi. Ok. Thêm một lít này mình. Nhạc là bừng một kèo này. Nó có một dán lên. Bào dính luôn này. Bào dính luôn. Ok. Tả tô nét lên nhau mình nhé. Cho nó trực trực đi. Đó là con người có bao cát của mình nhập đấy nha. Tùng thì muốn nghe là kia nữa. Ok mọi người thấy cái trong ngay này.
Xong mình cứ like lên cái kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người xem hết video mọi. Và mình sẽ đặt tên cái này là bào cát. Bào mùn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Xem hết video mình nhé. Ok, chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người xem video mình.